di chuyển đầu hai tay. Chưa. Không có mưa. Rồi nhá. Ra mẹ. Con tao lại sang bên này đấy. Tao bảo ba con chim tao mẹ nó cứ đi dậy bên này đi bên kia nhỉ. Tao gặp chim mới đánh cho chú. Đánh tao. Vâng, lại hai chim chọn top 20 bắt đầu. Vâng, chúng ta lại gặp nhau trên sóng truyền hình các bạn. Xin gửi lời chào trân trọng đến 5.000 anh em. Các bạn, ngày hôm nay mình đi một cái giải hơi nhỏ một tí xíu, lỡ hẹn mời ở ngoài Cam Ranh với câu lạc bộ Úc Đường. Một giải hai mươi xe khá lớn, tuy nhiên bạn Huy Nguyễn đã đại diện đi ở ngoài đó rồi. Mình có việc phải lên trên này, bởi vì sứ mệnh của mình là đi tất cả những cái giải phong trào các bạn ha. Đây là một cái giải cũng vừa nhỏ thôi các bạn, nhưng mà cũng rất là vui vẻ. Anh em cũng ủng hộ ở câu lạc bộ rất nhiều. Xin giới thiệu với các bạn câu lạc bộ Hoài Thương tại Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, mở giải đấu trường các bạn. Giải không lớn, tuy nhiên chim bữa nay cũng đánh rất là tốt các bạn, chim địa phương. Ai có nhu cầu tuyển chim, giá trên này nó cũng còn ngon lành lắm các bạn. Các bạn quan sát kỹ đi các bạn, bắt chim các bạn nha. Giới thiệu cho các bạn bắt chim luôn ha. Trừ chim mình ra. Tại vì nó không được mạnh rồi. Vẫn còn đang còn 4 hàng. Vẫn còn 4 hàng. Chúng ta nhắc nhở trên sàn hiện tại chúng ta đang có lợi nghiệp, đang có lợi phù. Thì tổng tại chúng ta vẫn quan sát sau kè, tổng thể vòng đấu. Để dừng cuộc chơi những chim bên đó. Tại thời điểm chúng ta nhắc nhở thì chim chúng ta có chậm. Từ ngoài sau chúng ta đấu lại thì động tại chúng ta sẽ xem xét và thái đầu. Và tiếp tục chậm chim không có đấu lại, đúng không? Chỉ còn vòng này ban tổ chức sẽ loại hai chim nữa, còn 20 chim vô giải. Mình đi hai chiến binh mà vừa rồi cũng ché chét ở mầm rồi cũng gặp sự cố một tí các bạn. Bạn đã dừng chơi trước tốt. Bây giờ còn một chiến binh nữa, loại hai chim không biết bạn còn hay không, nhưng mà nhìn cái thần thái đánh thì mình nghĩ nó vẫn ok các bạn. Hai chim đứng ở ngoài đầu biên, chiều thiệt thòi chút xíu là số 14 và số 20, số 16 và số 114 đứng bên tay phải của chúng ta dưới mặt đấu. Rồi có một chim sỉ lông cánh rồi. Các bạn có nghe rõ được thông tin không mình nói không các bạn? Chắc được đúng không ạ? Rồi chúng ta đang theo dõi trận đấu đấu trường 50. Hiện bây giờ là còn 22 chiến binh. Hai chiến binh nữa là chúng ta vào top ra hàng các bạn nha. 37 rồi anh à. Còn 30 giây. Không. Đồ láo liếu. Chưa có đi được. Chắc để cuối tháng 4 mới đánh quá. Cho nên chắc ăn. Chiến binh nông dân thì lòng cũng mới xong chưa được cứng cáp đó. Mình để cho nó an toàn. Các bạn một lần xe và một lần... Và lần này chúng ta may mắn cho những chiến binh... Một xong là lần xe bài cho đông anh em theo dõi là đó cho nó vui. Cũng muốn BA cho câu lạc bộ đó các bạn. 37 để làm cánh dừng cuộc chơi. Chúng ta hãy mời chúng mình có dạy. 37 sĩ làm cánh dừng cuộc chơi. Như vậy là mình lấy lại được vốn của một chiến binh này. Có lời chứ. Có lời. Còn vẫn ngon lỗ. Tại hai lòng mà rớt. Nhưng mà phải nấp. Ai biết em muốn làm gì đó làm. 48 nấp đô. 48 số nhỏ. Ai cho sai được kiểu. Đau thì lại không có sai được đâu. Đây một cái giải vừa thôi nhé bạn. Tuy nhiên... chim mình thấy cũng tương đối đều. Chim ở địa phương các bạn, giá trên này cũng còn rất là rất là tốt các bạn. Nơi đây cũng sản xuất ra nhiều chim binh rất là hay ở trên khu vực Bình Phước các bạn nha. Sáng giờ mình cũng để mắt mấy chim binh hay lắm á nha. Biết đầu trưa nay là có về nhà mới nha. Ở Đồng Phú Bình Phước bạn. Ở Đồng Phú Bình Phước ha. Thôi coi cho nó vui các bạn. Đấy, bây giờ trọng tài đang xếp ra thành hai hàng đó. Chim của mình số 118 đang đứng ăn đó các bạn. Quý vị các bạn. Ủa? Đã đâu rồi ông Xuân? Bài hạ đâu còn đâu?
xỉa cánh à? Lồn đâu mà xỉa đâu, mà chim nằm ngay góc biên lông trước à? Còn hai con nữa. Hai con xỉa lông cánh mà. Lồng trước á? Lồng trước. Mình lồn này trong cảm tính rồi, lại chém 7-8 cá rồi cuối lơ có tí rồi mất. Nột dầm ché mà hả? Đâu có. Dầm trước là khác à. Dầm nào ra dầm đó cho em. Ở đây là có dây cầu chắn cầu, chúng ta sẽ còn một phút. Đó còn gì nữa là dây chắn cầu đổi cho lên cái chim mình. Nó ché đâu cũng mười mấy cái nhưng mà cái lúc đó là nó không nhìn thấy. Đến khi chim mình nhảy ra cầu ngoài cái nhắc nhở. Không quan sát tưởng thử là trả vòng. Ở trên này có bà Nguyễn An nè, có anh Huy Hằng Sang nè, cũng có nhiều anh em chơi chim có số má của các bạn nha. Nó còn 10 giây ông Đình. Ở đây lưu ý thì kết thúc vòng này chúng ta sẽ di chuyển đầu có số bố danh nhỏ đi trước mà không không. Vừa rồi ở trên này anh Huy Hằng Sang là cũng đại diện của cái này có một chuyên binh đi Gia Lai cũng đem xe máy về ở đây là cho địa phương. Cũng ghê lắm chúng ta chỉ cần chạm nghiệp, lâu nghiệp có loại phù số 49 và 79 ở phía bên tay trái của chúng ta, số 08 và 56 phía bên tay phải của chúng ta. Như vậy là vô top 20 được quý vị nha. Chúng ta đang theo dõi 20 chim hay nhất ở giải đấu lần này các bạn. 116 các bạn nhìn ha, chạy ghê. Tí giới thiệu cho các bạn chiến binh kia đánh rất là lạ luôn các bạn ha. Là chiến binh 105 các bạn, đối diện với chiến binh số 32 các bạn đấy, còn chiến binh này chạy miệt mài, chạy một phát thôi nha, cúi đầu cứ cúi đầu chạy thôi, đánh không đẹp nhưng mà đánh rất đều các bạn nhìn coi nha. Chạy cúi cái đầu xuống một chút các bạn thấy không ta, ở trên này mình hay bị chói nắng, không biết các bạn có nhìn có sáng hơn không, các bạn có nhìn thấy sáng hơn không ạ? Mình ở trên này mình đang đứng ở ngoài trời nắng, mình không có thấy trên màn hình được các bạn. Có ai comment giùm cho mình biết rằng là hình ảnh như vậy có ok không nha. Các bạn, mình đang lưu ý cho các bạn nhìn cho chiến binh sau chiến binh số 32 là chiến binh 105 đánh rất đều. Tôi nghĩ rằng là chiến binh này với phát đánh như này khả năng đâm lồng của bạn rất là cao. Ok, Đại Long Trần hơi xa, đúng là hơi xa, đứng gần trời nắng lắm, đang núp trong vách tường hơi xa, nhưng mà có thấy được không Long? Ở phía anh kia 56 ở phía anh kia chứng minh 56 cũng đang tốt mà ha, 56 đứng ngoài biển ha, đối diện với chứng minh 08 có mi phía tay phải bạn ha. Vô lại top 20 lần thứ nhất kết thúc. Hôm nay chúng ta vừa cùng đánh tiền cho chim sao kè 49, chúng ta có lợi nhiều nhưng mà sao khi bộ đánh tốt thì bốn đứng an toàn sao kè chú chim. Giải này mình có tài sản tiếp cho vàng 048 và 086 cho nó vui. Chú chim này chúng ta nếu mà không có chim nào ché thì anh em lấy tiền nó đi dắt mình đi, nhưng chúng ta còn tại hát karaoke đó anh em, rủ karaoke thấy vui không, giờ nó địa phương chơi ăn uống lâu có gãy mặt quý lắm các bạn. Dừng cuộc chơi 15 ăn uống hai lần ở lâu mặt có sầu đủ có quẹt 15 ăn uống sầu vũ, thái độ không được tốt, phải dừng cuộc chơi. Bạn phía bên tay trái của chúng ta ha. Dừng cuộc chơi chú chim 114 Nguyễn Long. 114 Nguyễn Long. Và có 2 chú chim sao kè và thái độ ăn uống và lơ là thì 2 chú chim này là 118 và 89 sao kè và thái độ thì kèm đánh vài sao chú chim 118 có nhân xài 2 lần. 118 chúng ta có điểm đi tiếp. Dừng cuộc chơi 089. Một một năm không tám chín một một bốn không bốn tám dừng. Còn lại 16 chiến binh hay nhất ngàn mai các bạn, chục siêu nữa coi coi chung kết chứ mấy.
Đừng chết ghi lại mấy số 8-10 không chứ? 105 chim ở Phú Giá và Phước Nguyễn, à, chim của anh Huy Hoàng Sang, ảnh mới bắt thứ ba tuần rồi á. Con đồng chim của nó rồi ta. Đến chúng ta vào vị trí à, câu 105 á, à, của anh Huy Hoàng Sang. Vâng lại top 20 lần 2 bắt cầu. Còn con mạng xà chết chết rồi. Còn ông số 2 ảnh sao kìa. Sao thôi. Con số 7 có lợi. À, lượt thứ 2 bắt đầu. Không phải lâu. 22 có ăn uống, không số 7 tiếp tục lại cầu. Em ơi 8-16 đang chậm chi à, chuyển bình số 1-1-2-3 và 6-2 phải 1-1-6 và 0-7-9 là đứng ở phía tay phải của chúng ta các bạn. 2-4 chim này là chim thiệt thòi hơn ha, còn phía trong là chim cũng tương đối đều. 62 sĩ long cấp quan phía tay phải ở ngoài đồng biên. Ở phía tay trái ở ngoài biển là 62, bạn là sĩ long rủi ro cho bạn là có 79 thì đứng ở ngoài biển lợi nhịp, trọng tài cũng có nhắc. Còn lại 80 là thứ hai còn 30 giây. 30 giây nữa. À 1-1-0 à, 1-1-0 mà xuất vào chung kết phải không? 1-1-0 đâu? Để xem cái thắng quan tự gì đó. Bữa nay bạn ở đây có 3 cái chim sao kìa. 67 079 118 113 thì chúng ta chỉ có chậm chim và 2 chim 67 là những chim có lợi nhịp nhiều có quẹt cầu cũng có sâu. 79 là lơ nhịp nhiều cũng có sâu và sau bao giây có chạy lại nhưng tổng thời gian chúng ta lơ mà quá nhiều quá lâu. Còn đội điểm đi tiếp dừng cuộc chơi 079 067 079 và 067 dừng cuộc chơi. 116 của ai vậy? 116 của ai vậy? Để điều tra thôi. Đúng là 116 anh cũng đều nha. À, có anh em trên live stream mà quan tâm tới chứng minh số 116. Ở đây chúng ta có hai chú chim sao kìa. Thì 62 là chú chim đấu 62 sĩ long. Loại sĩ long. Chính loại sĩ long. 62 đấu được. Đấu được. Và sao kìa 293 chúng ta đấu. Yếu là đều có ăn uống, đều có chậm, đều có quẹt cầu. Nhưng riêng chú chim 22 này chậm hơn và ăn uống quẹt cầu 2 lần. Thái độ thi đấu chúng ta cũng lơ là hơn. Dừng cuộc chơi 22 và 62. Phía này là 67 và 79 cũng dừng cuộc chơi. Còn lại 12 chim. Rồi, chiến bình 67 dừng cuộc chơi. Rồi, 112. Được giờ vô phía trong. Phía này là 116 giờ vô phía trong. À. Đi là cặp rồi. À, Nguyễn ở đây hay quá xa nên. Chắc mình ra mà nắng mình đứng luôn quá. Hy sinh một chút với anh em luôn nha. Chờ một chút. Đòi ra ngoài này mới chịu. Đứng ngoài nắng với trọng tài mới chịu. Với lại hai chim chọn cho máy bắt đầu. Bên tổ chức chuẩn bị cho 16 thăm. Từ từ các bạn nha. 86 vẫn là cái viên chậm vòng nước so kè may mắn. 16 ăn lần thứ hai. 16 đang ăn lần thứ hai. Rồi, 16 ăn uống hơi lâu. 05 cũng có quay ra ngoài lại. 05 hơi lợi nhịp một chút. 05 cũng có sầu. 16 ăn lần thứ 3. 16. 16 ăn lần thứ 3. À, rủi ro cho chứng minh 16. Ở vòng đó luôn này. Uống nước nữa. À, rủi ro chứng minh 16.
À, sau khi nhắc nhở thì chứng minh số 05 đã chơi lại. Ba chữ nhân danh số kè 0086 016 016 005 086 06 là ở phía kia. Không nhầm là chim của anh Huy Hoàng Sang luôn. À, cái mồng này chắc cái mồng công nghệ quá. Cái mồng nó quéo xuống vậy mà bình thường làm gì có chim mồng quéo dữ vậy. Chắc là công nghệ quá. Còn nếu mà không kệ công nghệ thì chiến binh này có cái mồng rất là đặc biệt luôn. À. Nên nó bảo là anh cứ đi ba cái chim đồng nó mua 50 luôn kìa. 116 chúng ta sọ mổ ra nè. 116 sọ mổ qua nàng chứ không phải các nàng. Động đài quan sát rất là kỹ nha. Chiến binh 116. Đó là 016, 086 và 005. Và 005. À, chim mình cũng đang ổn các bạn. Mình khả năng vô trùm lòng mà cao được có sự cố vậy nha. Cái đó còn lại hai chim. À, mình trùm lòng các bạn, chắc là vậy nha. Đây, mình để sẵn như này ha. Em quay em để. Vâng này chúng ta sẽ để 3 chim thì anh em thấy. Chúc chim 016 chúng ta có quay lại đánh anh em thì này ăn 4 lần và lần thứ 4 ăn chúng ta rất lâu có đi uống nước và có quay cầu thì dừng cuộc chơi chú chim 016. Hai chú chim so kè về thái độ thi đấu thì chú chim 86 là chú chim chậm hơn chú chim 05 anh em. 86 chúng ta đứng lỡ gì ra ngoài chậm hơn và cũng có đi ăn một mỏ. 05 có quay ra ngoài sụt nhưng cái vào game đấu còn thái độ tốt hơn chú chim 086. 086 dừng cuộc chơi. Có số chưa Thiện Anh? Bốn con. Rồi chúng ta có tiếng chế bạc anh em. Vừa chiếc binh trầm áo thì có tiếng chế bạc. Chuyên viên nào chế đầu tiên sẽ được tiếng chế bạc là 400k. Còn cái bài này nữa không chú bài? Thiếu một số, số 7. Thôi anh em cứ từ từ quan sát chim mình đi. Còn một số 3, đó là khi mình không khóc thì nắng được. Để có số trên sàn không? Không có, để em sắp 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Số 1 đây. Rồi, cách thu lại cái số. Rồi, chắc lấy lại cái số đó. Rồi, anh em chúng ta bắt tay giao lưu, chuẩn bị gia cố dịch luôn. Áo đỏ này lên luôn rồi.
hồng như VD. Tao hồng VD. Sự quan đó con dặn, sự quan này, sự đưa, sự đưa, sự đưa, đó, đúng rồi, để sự thứ sáu đầu này, ngay cái cà sấu này. Ôi em lưu ý thì vào đây 10 chiếm bên anh em, chúng ta kéo bóng một lần, là không có tiếng ké, phải dừng cuộc chơi. Tất cả các điểm cầu điểm đều được các vận động viên chim thái đội chúng ta đều nha. Đấu yếu bỏ mặt ra ngoài lơ là thường xuyên, chỉ cần lỡ nhiều ra ngoài hoặc cạnh kia thôi cũng có khả năng chúng ta sẽ dừng cuộc chơi. Và kết thúc còn lại cái kết đầu thì chúng ta di chuyển đầu số 1 và số 6 thì số 1 chúng ta sẽ được di chuyển vào vị trí đẹp. Đứng lại nha. Nha. Có đẹp như cái mỏng ngọc đứng mới. Mẹ người ta chim người ta chim ông đúng không? Cũng phải nói vậy. Rồi quay lại với các bạn đây. Ở trên này là trói nắng quá không thấy gì luôn các bạn ha. Ờ. Nhưng mà các bạn thấy rõ đúng không ạ? À. Chứ mình bóc đúng số 4 các bạn ha. Và lại khuyến khích đầu tiên bắt đầu. Rồng loại khuyến khích đầu tiên bắt đầu. Bắt đầu không muốn chính có sầu. Không muốn chính không không. Sầu và quay ra ngoài một chút. Phía bên kia 26 và 32 đứng ngoài biên. 49. Tắc Ngọc dẫn sẽ con mạnh hoài dẫn chứa được con mấy. Không không ăn đây là gì. Đấy. Xoay nhiều lắm. Ủa nhưng anh tức là ở chỗ nào? Xoay con nhiều lắm. Anh là ở chỗ nào? Ở tôi Bình Phước. Gần. Không không anh cũng có trạm gì có sâu. Lấy thiêu à? Hay là nhà anh cứ gần chỗ anh Mạnh 3 tuổi không anh không? Anh Mạnh đâu? Thì ta lấy chim. Em là thần tượng idol anh Mạnh 3 tuổi. Đó. Anh Mạnh 3 tuổi là anh nào ta? 1, 2, 3 còn có lợn gì có sầu có ăn một bỏ. Ok ok bạn à, chúc buổi à, à không muốn chính có quay ra ngoài một chút các bạn à, thực sự là cũng lo lắng cho chứng minh này rồi đó vẫn là cái gì chậm có lợn gì tiếp tục ra ngoài rồi à, 1, 2, 3 tiếp tục lợn gì à, 1, 2, 3 tiếp tục lợn gì cứ vòng nào xong một đó tính vòng đó cho nó khỏe à, vòng này đang ổn khỏe vòng này đã à, 116 là một chiến binh cũng đánh tương đối đều các bạn lưu ý ha à, chiến binh phía kia là chiến binh đối diện với chiến binh chúng mình là số 1 để 5 à, cũng đánh rất ấn tượng 1, 2, 3 1, 2, 3 cũng đang lưu ý. À, không phải nông dân đâu, hay chiến binh Lý Thông này đánh đều lắm, gọi là Lý Thông. Đánh cũng trà chụp, nói chung không cũng không ăn thua. Đi phong trào cho vui, đi giải lớn không nổi. Với lại hai chim, cái đó. À, bạn cũng rất là nhiều giải rồi các bạn. Tuần trước các bạn Huy Nguyễn sắp đi lấy giải ba rồi. À, tuần này rồi mình lại sắp đi. 118 vào trước trụ về bên sông ai đủ vậy ta à 118 về bên sông anh yêu rồi co lại lực luôn trời không có vào trước trụ bên qua bên sông được không à mình đi hai con mà rớt một con lâu có ra ngoài có sợ cục dữ và 1, 2, 3 là cái gì có lợi gì nhưng chúng ta còn có à, chứng minh 0, 0, 5 so sánh và so sánh với chứng minh 1, 2, 3 và 0, 0, 5 phải dừng cuộc chơi 0, 2, 6 được di chuyển vô à, như vậy là à, ở vòng này chim mình lại có hai chim mới kẹp bên đó. Đây là vị thắng rồi. Các cuộc này chúng ta sẽ di chuyển đầu số 10, số 10 ở vị trí 0, 3, 2. Đứng nào mình đang đứng ở ngoài nắng để là chim các bạn. Những lúc như này tự nhiên thấy thương tâm. Vâng lại nhiều lần đứng ngoài nắng suốt mũi luôn. Về vẫn bị chửi bình thường. À. Như vậy là chim mình nó kết chiến binh 105 của anh Huy Hoàng Sang bên kia nên anh đỡ lo buông xẻ rồi à, giờ đỡ lo cứ tiếp tục như này khả năng bạn vô vòng trong tiếp đó chim binh 008 à 008 mà 116 đứng ngoài biên phía tay trái các bạn
chứng minh 116 có nhiều bạn đang lưu ý chứng minh này, cũng nhiều người khen các bạn. Nhưng mà hay không ở vòng đời nè, tại vì vòng này là bạn thiếu mặt đấu nè, thái độ bạn như thế nào nè, đây là vấn đề. Ở trong nãy lúc mà nó đủ chim thì nó khác, mà khi mà nó ra những cái vị trí mà nó khó khăn hơn, nó không thuận lợi hơn, thì bạn đánh như thế nào mới là câu chuyện. Bởi vậy mình nói anh em mua chim thì mua chim ở trên xào thì phải coi nhiều lần, chứ một lần nhiều lúc cũng không trúng nữa. Không phải bạn. Nông dân mình chưa có thi đâu. Chứng minh này chứng minh lý thông, hàng này hàng đểu, không đi dạy lớn được, chưa lấy xe lần nào, mà cũng chưa cho đi dạy xe nữa, cũng chưa có tự tin lắm các bạn. Mà cũng đánh ầm ầm, cũng chà, cũng chụp dữ lắm. Mình lại thích cái phách kiểu vậy, chà chụp rồi về mình xử lý lỗi sau. Chứ còn chim mà đánh nghiêm túc quá mình cũng lại không thích. Đánh nói chung là phải giữ chim, tiêu chí của mình phải giữ đã, còn đẹp xấu tính sao, lỗi thì tính sao. Rồi ok, kết thúc vòng này. Lo nói chuyện với các bạn không để ý nhiều lắm, trời đang mát rồi. Vòng này thì số 32 và 56 sẽ được di dời, chim mình sẽ hồi ra biên. Chiến binh mà 26 và 123 lợi thế nhiều nhất, 123 bạn chia tay cuộc chơi, rất là tiếc. Một vị trí thật là đẹp luôn, và chiến binh 116 đấy. Hôm nãy anh em mà quan tâm thì các anh cũng thấy tại sao rớt rồi đúng không bạn? Bạn đứng ở phía trong nó đủ mặt đấu thì bạn đánh nó tốt hơn. Tuy nhiên ở dòng này thì bạn không được xuất sắc lắm, bạn đánh mất tập trung, phải dừng cuộc chơi. Như vậy là chiến binh số 32 giờ qua phía bên kia. Để vô quýnh luôn, sao le luôn. Anh Phương là trọng tài Hiệp hội Chào Mừng Việt Nam các bạn ha. Gọi là anh Phương đầu bạc. Rồi ok, trận đấu bắt đầu. Như là đang còn 6 chim. Xin chào bà con Yên Nguyên. Alo. 124. 26 đang có lợi thế, 26 và 56 đang có lợi thế đứng chính giữa. 6 chim chúng ta đang rất đều, chỉ là chậm nhịp, lỡ nhịp ra ngoài thôi, có khả năng chúng ta dừng cuộc chơi rất cao. Hiện tại chim đang đấu rất đều. Buông xe 118 có xe, 008 có lợi nghiệp. Nhảy vô, nhảy vô. Đang đều chim. 56 cũng chậm chim, 118 đang chậm lại nè. 118 đang chậm chim lại chút xíu. Quay ra ngoài một chút. 118 chúng ta có xe, chúng ta có chậm chim, có lợi nghiệp, có ra cầu tử. Chim đang rất đều, 8 chim rất đều. Đang rất đều. Đang đều, đang rất đều. Chim của mình đang quay ra ngoài một chút. Mất tập trung. Bung xè 26. Bung xè, ghi điểm. Bung xè trở lại. Như là hai lần bung xè có chậm. Chim hiện tại đang khá đều anh em. Khá đều, chúng ta hai lần bung xè. Và có hai chú chim chúng ta nhắc nhở. 26 tiếp tục bắn xe. 118 có lợi nghiệp, 56 vẫn chậm. Bung xe trở lại, ghi điểm. Nói chung là không biết ba lần bung xe đó, nhưng mà không quay ra ngoài thì có. Thái độ là có. Bung xe lần thứ 3, lần thứ 4. Cũng lợi thế. Chúng ta còn 30 giây, so kè 105. 056, 2008, 4 của chim thì hãy chim kia dăng xè, đậu đang rất tốt, con em chỉ cần chậm nhịp lợi nhịp thôi. 008 là chú chim chậm hơn chim xung quanh. 32 bắt đầu chậm chim lại nè. Bung xè.
Tiếp tới vòng loại 2 chú Bình. À, cũng có 5 lần muôn xòe đó các bạn, 6 lần muôn xòe, nhiều lần muôn xòe đó mà chim cũng tương đối đẹp. À, phán quyết là của trọng tài, chơi là không có binh các bạn ha. Tùy trọng tài thôi, không bao giờ có tác động gì luôn. Để tại 6 chim Bình rất đều anh em. 1-1-8 như là có tở 2 nhịp nhưng cái điểm này giúp danh xòe kiều thì 1-8 đi tiếp. 26 tiếp tục đầu cầu danh xòe 26 đi tiếp. Còn 4 cái chim so kè thì anh em thấy 0-0-8 là cái chim thường khi có lợi nhịp và cũng có chạm hân xung quanh. 0-0-8 như cuộc chơi đầu tiên. 0-0-8 dừng. Nói chung là chim nó dừng ở trong trận đấu này tại thời điểm này cũng rất là tiếc. Nhịp thôi anh em, nhưng mà tổng thời gian chúng ta chạy rất tốt nè. Lực tăng như là tốc độ cầu 105 là cái chim này cầu nhiều nhất và chạy thái độ tốt nhất. 105 giờ chung kết. Đang còn so kè 056 và 032 thì anh em thấy kèn so kè về sau thì 032 kèn chậm chiêu anh em. 056 có lật cầu, có lên ngang chiêu lại. 032 là chú chim chỉ chậm hơn thôi, chậm nhiều hơn chú chim quan thôi, tại chỉ có điều anh. Dừng cuộc chơi 032. 032 dừng cuộc chơi. À, so kè 056 với lại 032 thì trọng tài cho rằng là 032 chậm hơn, càng về sau càng chậm hơn, nên thành là 032 phải dừng cuộc chơi, 056 lại tiếp tục đi. Và tiếng chế bạc chúng ta đặt coi. Giờ chuẩn bị có tiếng chế vàng nè, tiếng chế tầng 600k. Chiếc tư vàng. Vòng chung kết bắt đầu. Hai mươi sáu đang dẫn điểm các bạn, đang đánh đều. 118 đang dẫn chiếc. 118 đang dẫn chiếc. Bốn chim đánh 02 lợn nhịp đồng hành, 26 là đang chậm, 56 đang đều cầu. Chỉ có chú chim so kèo về tốc độ cầu và thái độ anh em. 26 có chậm, 118 có chậm có lợi. 105 giờ chú chim 056 nó đang so kèo. Đang so kèo 056 với 105. 056 đang tốt các bạn. Buông chèn. Áo có quay ra chưa trúng lòng nha anh em, và có dân xè chưa trúng lòng cánh. Tập trung vô đánh. Và nếu mua lấy thì xè khi thái độ nghe, xè xong chúng ta phải kêu đánh xè xong tiếp tục bỏ ra ngoài thì chúng ta điểm cũng không cao. Khó. À, 056 và 105 đang dẫn điểm các bạn. Đang dẫn điểm. 105 mình danh cầu, 056 thái độ cũng tốt. Chúng ta còn 30 giây. 056 có bọng. 056 có bọng, có lên an có bọng. Phía bên kia 105 nhanh cầu hơn nhưng mà chậm bọng hơn. Khi mà chim Đà Nẵng tương đối với nhau. Kết thúc. Kết thúc các bạn. Khả năng mình lấy với ba cao đúng không ạ? Khả năng gì cao hơn á? Thôi vô mát đứng nha. Nhây thôi. Không ai nhất thì về bạn chờ chút xíu à. Trong thi đấu chung kết này tổng tài chúng ta chậm 2 phút thì tổng thể thời gian tổng tài chúng ta quan sát và thái độ và lực đấu của những chiến binh. Thế nên em thấy chú chim 118 chúng ta có xè, nhưng chú chim này thường xuyên đứng chậm tự động, sau khi xè cũng chậm thêm lại nè. Và cái xè này chúng ta cũng không thể hiện lên được gì. Thì thái độ chúng ta yếu hơn những chú xung quanh. Thì chú chim 118 này về 3 đầu tiên. Ok, mình dễ lấy với 3. Sau kè 3 chú còn lại thì hai chú chim tốc độ cầu mạnh hơn. Thái độ mạnh hơn là 106 và 105. 26 là chú chim có chậm hơn, tốc độ cầu chậm hơn. Thì 26 đồng hạng 3. Sao kè 105 và 056 thì phải cây
từ đó tóc đạo cao và riêng của chim bận là không nặng sáo là cực kỳ hơn và không có lão nhiệt màu không năm chúng ta có lão nhiệt màu vàng ra cặp tử và viêm màu thì bận chúng ta tơ không năm sáu vâng đó là kết thúc các bạn như vậy là chim bình 118 và 026 lấy về ba chim giấy nhì là 105 và chim hay nhất ngày hôm nay là 056 là chim hay nhất ngày hôm nay các bạn. Đó là trận chung kết không có quá xuất sắc nhưng mà mình đã lên trên này giao lưu với các bạn mà lấy được dãy số là cũng khá vui rồi. Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Tuần sau chúng ta lại gặp nhau ở Quy Nhơn các bạn nha. Chào anh em ha.